cái phạm vi của cái cuốn Cẩm Nang này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái trường hợp là cảm giác đau, đau khớp gối. Thì đau nó cũng sẽ có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến đau đúng không? Có những trường hợp là bị như của cô là bị thoái hóa khớp gối, đây cũng là một trường hợp rất là nặng, nó sẽ gây đau. Có như nhiều trường hợp ví dụ như là bị khô khớp gối thì nó cũng sẽ gây đau, hoặc là gai đầu gối, hoặc là tràn dịch khớp gối, nó cũng sẽ gây đau. Đó. Thì cái bài này sẽ giúp cho chúng ta các cái kỹ thuật để làm giảm cái triệu chứng đau đấy. Đấy. Và nó cũng sẽ có tác dụng giúp cho là cái khớp gối của chúng ta sẽ nó sẽ phục hồi dần dần. Đấy. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp thì mình sẽ cần phải ví dụ như đi khám này, đi kiểm tra, chụp chiếu để xem là cái nguyên nhân tận gốc nó là như thế nào. Đấy. Bởi vì một cái trường hợp này nó không thể nào mà có thể phù hợp cho tất cả các cái bệnh đau khớp gối được, đúng không? Đấy. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể sử dụng cái bài này để làm giảm đau khớp gối đã. Thì còn đỡ hơn là chúng ta cứ phải đau quá này cứ phải uống thuốc giảm đau đúng không? Nó làm hại cơ thể chúng ta. Đấy. Thì có thể áp dụng bài này để làm giảm đau và cứ kiên trì thực hành thì nó sẽ giúp cái khớp gối chúng ta nó sẽ phục hồi dần dần. Đấy. Thì bây giờ con sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm cái bài này. Cấu trúc của một cái bài nó sẽ có các cái phần này. Phần thứ nhất đó là cách xử lý đơn giản. Cách xử lý đơn giản ấy thì chưa cần phải sử dụng đến bộ huyệt đâu. Chúng ta sẽ làm các cái kỹ thuật, các thao tác rất dễ mà đã được học rồi. Đầu tiên đó là kỹ thuật gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, là cái mà chúng ta vừa mới thực hành xong đấy. Đó. Kỹ thuật này thì nó có tác dụng là gì ạ? Giảm đau. Rồi gì nữa? Tác dụng rất quan trọng của cái kỹ thuật. Đúng rồi, làm kháng viêm đúng không ạ? Nó tăng sự hoạt động của cái hệ bạch huyết của chúng ta lên. Đấy. Thì bản thân chúng ta đang bị viêm, viêm bên trong khớp gối. Đấy. Nó là viêm nội sinh chứ không phải là viêm nhiễm do tác nhân bên ngoài. Thì mình làm cái kỹ thuật này nó cũng nâng cao cái sức đề kháng lên, nó giúp làm giảm đau. Đó. Và cái kỹ thuật này nó cũng hỗ trợ để giúp làm lưu chuyển các cái chất dịch ở trong cơ thể người chúng ta nó được tốt hơn. Thì nó cũng sẽ giúp xử lý nhanh những cái trường hợp là bị tràn dịch khớp gối, bị tích tụ các dịch ở trong ổ khớp ấy nhá. Nó lưu ý về cái kỹ thuật này như vậy. Thì để mà có hiệu quả chúng ta phải làm từ 1 cho đến 3 lần. Đang khi bị bệnh, ví dụ như trường hợp của cô thì cố gắng làm 3 lần một ngày thôi nhé, là tốt nhất. Nhưng lưu ý nhé, buổi sáng và buổi trưa có thể chúng ta sẽ làm bằng cái đầu dương. Còn buổi tối thì quay ngược trở lại, làm bằng đầu âm, đầu ba chia. Đấy, nó sẽ phù hợp với cơ địa. Rồi, coi như kỹ thuật đấy là xong nhé. Chúng ta được thực hành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ 2 đi. Chúng ta sẽ gạch mặt 3 lần cách khoảng, sau đó tập trung gạch vào vùng đánh dấu ở trên hình 2.27. Gạch mặt 3 lần cách khoảng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã học kỹ thuật gạch mặt rồi. Chúng ta sẽ gạch hết khắp toàn bộ vùng mặt này. Đấy, và nếu mà muốn có hiệu quả cao thì có thể chúng ta sẽ gạch 3 lần nhé. Đấy, thì kỹ thuật đấy là coi như mình đã gạch xong rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lưu ý tập trung này. Tập trung gạch vào vùng đánh dấu ở trên hình 2.27. Có nghĩa là những vùng nào? Đây ạ, kéo xuống đến đây. Đây. Tập trung gạch vào vùng này. Bây giờ con sẽ làm mẫu để trên cô Dung nhé, để chúng ta quan sát. Bởi vì các vùng này đều là những vùng mà nó liên quan đến đầu gối. Đấy. Thì trong cái chương trình mà học tổng hợp ấy, chương trình căn bản ấy, thì chúng ta sẽ được học kỹ về các cái đồ hình, sẽ hiểu cái nguyên lý là vì sao. Nhưng mà đây là chúng ta học thực hành thì chúng ta cứ làm theo những cái bước như này đã nhé. Thì cách làm như sau. Chúng ta để mà gạch nó có cái kết quả tốt ấy, thì thông thường có thể chúng ta sử dụng cái cao cúc vàng này. Đối với những người mà thuộc thể trạng lạnh hay bị lạnh ấy, thì dùng cái này rất là phù hợp. Còn ngược lại đối với người thuộc thể trạng nóng hoặc là huyết áp cao thì chúng ta sẽ sử dụng cái tinh dầu mà chúng ta đã được phát tặng ấy. Đấy. Như trường hợp của cô Dung là huyết áp cao đúng không ạ? Hơi cao. Thể trạng lại bị lạnh. Vâng, hiện tại đang bị lạnh đúng không? Rồi, thế chúng ta sẽ sử dụng cái cao cúp này nhé. Này sẽ nó có tác dụng là làm ấm nóng mà. Thì chúng ta sẽ chấm một chút cái dầu cao này. Sau đó mình sẽ gạch vào các cái vùng được đánh dấu. Vùng thứ nhất này, chúng ta sẽ để ý này. Điểm chính giữa trán thì nó sẽ có hai cái hình tròn ở khu vực này. Sẽ gióng từ đầu lông mày đi lên nhé. Nhớ ở cái vị trí đấy, từ đầu lông mày đi lên và khoảng giữa trán kéo sang hai bên. Đây, chúng ta sẽ gạch vào cái vùng này. Cô Dung lưu ý nhé, trong cái lúc mà gạch ấy, để cô để ý cảm nhận xem là cái điểm mà gạch có cảm giác gì không nhé. Thấy đau không? Ở trên cái điểm gạch này này. Đau không? Đau. Hai bên thì bên nào cô thấy đau hơn? Bên nào đau hơn?
hai bên đều đau như nhau. Đau như nhau đúng hai không? Hai chân cũng đau. Hai chân cũng đau đúng không? Vâng. Nhưng mà bên phải như có vẻ đau hơn. Nha. Yeah. Bên phải đau hơn à? Bên đau hơn đúng không? Vâng. Thế chân bên phải có đau hơn không? Hay như nhau? Có, bên phải đau hơn một chút. Thì chúng ta lưu ý các cái vùng này mình gạch này. Mình sẽ gạch và đếm nhẩm trong đầu thôi. Mình gạch cỡ khoảng từ đếm từ 1 cho đến 30 là vừa đủ rồi. Đấy. Đấy, như vừa nãy là đã khoảng đấy rồi đấy, 1 đến 30 đấy nhé. Gạch ngắn thôi. Vâng, gạch ngắn thôi. Đây. Đây. Gạch ngang à? Gạch ngang, gạch dọc đều được. Đấy. Thì thông thường ấy là khi mà mình để tay theo hướng nào thì mình sẽ gạch theo cái hướng đấy. Nhá. Ngang với dọc đều được hết. Ngang dọc đều được hết. Là dọc kia. Vâng, thế nhá. Đấy. Đó. Vừa gạch, cô vừa để ý tập trung vào cái cảm nhận của cái đầu gối này, xem nhà nhé. Rồi, đấy là cái điểm thứ nhất, vùng thứ nhất mà chúng ta cần phải gạch. Hai bên nó sẽ đối xứng nhau. Vùng thứ hai sẽ là cái điểm giữa của lông mày. Đấy. Lông mày chúng ta bao giờ cũng sẽ có một cái góc, đây, cái góc đấy. Góc đấy nó chính là vị trí liên quan đến đầu gối. Thì mình sẽ gạch vào cái vị trí đấy. Đau không ạ? Vâng. Bên này thì chắc chắn là đau hơn rồi. Vâng. Và với cái chỗ này của cô nó còn liên quan cả đến cái cánh tay nữa. Rồi. Mỗi vùng này mình cũng sẽ gạch khoảng 30 giây nhé. Chỗ lông mày thì gạch ngang thôi. Dạ vâng. Lông mày gạch ngang nó sẽ dễ hơn là gạch dọc như này, nó sẽ trượt vào mắt. Đấy. Mỗi bên gạch khoảng 30 giây nhé. Với một lực gạch nó cũng vừa phải như này thôi. Đấy. Vùng tiếp theo sẽ là cái vùng mà chúng ta gióng từ khóe miệng đi sang phần má. Đấy, đi sang phần má, cái khu vực này. Đấy. Đấy. Thì đối với những người mà bị đau đầu gối ấy, thì khi mình gạch ấy, mình sẽ hỏi ra xem cảm nhận xem cái chỗ này nó có đau không. Cho anh cô thấy sao? Đau không? Cảm giác nhỉ? Không đau nhiều. Không đau như ở trên này à? Đây, bên này thì sao? Có đau như ở trên không? Vâng, rồi. Có nghĩa là chúng ta lưu ý khi mình gạch vào các vùng này thì mình sẽ ưu tiên tập trung vào những cái vùng mà có cảm giác đau rõ rệt. Thì cái vùng đấy nó sẽ có cái tác dụng. Vâng, có tác dụng hơn. Rồi. Đối xứng sang bên này nhé. Bên này đau hơn đúng không? Đó, thấy chưa? Mặc dù đều là hai bên giống nhau, đối xứng nhau, nhưng mà bên này thì cô lại có cảm giác đau hơn này. Thì mình sẽ tập trung gạch vào bên này. Cũng khoảng 30 giây, 30 tiếng đếm đấy. Đó. Vùng tiếp theo là cái vị trí ở trên vành tai nhé. Đây, trên vành tai nó có cái vị trí này. Trên vành tai chúng ta ấy, thì đây ạ, chúng ta quan sát cái vành tai này. Thì mình sẽ áng chừng cái vị trí nó sẽ nằm ở khoảng khu vực này. Tức là khoảng 1/3 của cái vành tai. Mình có thể kiểm tra bằng cách là sử dụng tay. Mình sẽ day. Đây, vị trí này. Không cảm giác như này. Cho cô có thấy gì không? Đau không? Đau. Vâng, đó. Thì khi mà gạch ấy, chúng ta sẽ kê cái ngón tay trỏ ra đằng sau. Và chúng ta dùng cái que này chúng ta gạch. Đây. Cái này cô có thấy đau không ạ? Đau đúng không? Vâng. Chịu khó một chút nhé. Khoảng 30 tiếng đếm. Đó. Và tương tự như vậy, chúng ta làm đối xứng ở bên tai bên kia. Này đau không ạ? Đau. Bằng bên kia không? Đau hơn. Đau hơn bên kia. Tại vì như cái bên phải. Bên phải thì nhiều hơn đúng không? Vâng. Đó, cũng sẽ dùng cái que này để gạch. Đó. Hoặc là chúng ta nhớ các cái vị trí như vậy. Nếu mà chúng ta chưa quên mất không có cái que giò này ở trong người ấy, thì có thể dùng tay. Đây, mình dùng hai tay của mình vê này. Mình vê cái tay này cũng được nhé. Nó cũng có tác dụng. Hàng ngày cô làm cái động tác như vậy. Vê này. Thời điểm đầu thì nó sẽ đau, nhưng mà làm một thời gian ấy, có thể là khoảng vài hôm, một tuần thì nó sẽ bớt đau ở đây. Đấy. Hoặc là má này cũng thế này,
Cô có thể dùng cái tay này, cô véo véo vào cái vùng này. Ừ. Này đau không? Đau. Cũng đau đúng không? Đau đấy. Hơn là dùng que. Đau hơn dùng que đúng không? Đúng vâng. Để con thử ở chỗ khác nhé. Trên này đau không? Không. Cái khác không? Đây này. Đúng. Đấy. Cái khác không? Vẫn đúng dùng cái lực như vậy. Ừ. Nhá. Đấy. Đau. Còn trên này thì có thể dùng cái ngón tay này mình gõ vào đây cũng được. Gõ này. Nhưng mà cô gõ nhẹ, lực nó nhẹ lắm, không được thầy gõ đâu. Vâng. Thua, thì bởi vì bắt đầu gõ có vẻ không đúng rồi lắm. Mình bao giờ cũng phải yêu mình nhất mà đúng không? Dùng hết cỡ thì vẫn nhẹ. Thì tùy mình, nếu mà mình gõ mà không đủ lực thì có thể mình day đấy. Ừ. Hoặc là mình dùng cái que kia mình làm, và dưới này thì mình véo nhé. Đấy, nên là sau xong cái bước đơn giản như này đấy. Cô thử cảm nhận cái đầu gối xem nó như nào. Đây, cảm giác nhẹ hơn không? À, một bước nữa đó là chúng ta cào khắp đầu khoảng 150 cái nhé, cũng tương đối nhiều đấy nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái, nếu mà để cào đầu á thì chúng ta có thể sử dụng một cái dụng cụ chuyên dụng ở đây, đó là cái lược này cũng được. Đây, dùng cái lược này cũng được, hoặc là cô có cái, cô có cái lược sừng này. Cái lược sừng đúng không? Đâu à, cái lược này thì tất nhiên nó cũng được, nhưng mà do là cái răng này nó bằng quá, nó không được sâu nhé. Nếu mà mua lược sừng thì nên mua cái lược mà nó cái răng nó nhỏ hơn một chút. Đấy, tất nhiên nó không nhọn đâu, nhưng nó nhỏ thì nó sẽ được sâu hơn. Bởi vì khi mà cào bằng cái này, đây, để con cào thử đây. Đấy. Cào mạnh là sâu. Đây, xong thử bằng cái này. Đấy, thì rõ ràng bởi vì cái răng nó nhỏ hơn mà. Đấy. Thì nếu mà cô không có cái này thì cô có thể sử dụng cái một cây sao chổi này này, đấy, cũng được này. Đấy. Đó. Cố gắng cào được ít nhất là khoảng 150 đến 200 cái, và một ngày phải là 3 lần nhé. Cào hai đầu cũng được đấy ạ, cào hai đầu cũng có tác dụng tốt đấy nhé. Cứ cào như vậy hết toàn bộ khắp đầu đúng không? Thì cái kỹ thuật này thì cô làm được thì cô phải tự làm nhé. Bây giờ sang đến cái bước tiếp theo. Phần tiếp theo đó là cách xử lý chuyên sâu. Thì chúng ta sẽ có hai bước. Đó là hơ ngải cứu này, sau đó dùng cái dụng cụ để tác động tại cái vùng khớp gối nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bộ huyệt này. Thì con sẽ hướng dẫn cái bước đầu tiên trước, đó là mình hơ ngải cứu này và mình dùng cái dụng cụ để mình làm nhá. Ở dưới chúng ta cũng có thể sử dụng ngải cứu để chúng ta thực hành luôn. Đây, ngải cứu đây. Dùng móng tay cũng được. Đây, cái bước hương ngải cứu nhé. Thông thường ấy, nếu mà chúng ta sử dụng ngải cứu để mình hơ đối với cái trường hợp mà bị đau phần cơ xương khớp ấy, thì chúng ta nên sử dụng đốt hai cái que ngải lên thì cái hơi ấm nó sẽ tỏa ra được rộng hơn. Đó. Và chúng ta sẽ hơ trực tiếp vào các cái vùng bị đau. Đấy. Như của cô là cô bị đau ở cái vùng này, toàn bộ cả khớp gối này, xung quanh này, vị trí này thì đau hơn đúng không? Rồi, ok. Rồi, ok. Thấy nhá. Cái bao hạt sẽ hơ ở đây. Cô đã bao giờ hơ ngải cứu ở đây chưa? Chỉ à? Không nghĩ là có cái bài đó bây giờ đi sẵn nữa. Chỉ mình mà khi chỉ đây, cái đầu gối này của cô có thể sử dụng cái dụng cụ này, cái dụng cụ này là cái con nhện, con nhện đúng rồi. Có thấy sao? Làm này có thấy sao? Cô thử làm xem có quen không? Có dễ không? Đấy. Dễ hả? Dễ đúng không? Đấy. Đây. Cô cứ xoa bên đấy đi, xong để cháu sẽ hơi bên này. Đó.
Còn rắn huyệt nữa. Làm chân bên này chưa? Không làm rồi. Rồi, bây giờ cô thử đứng. Cô đứng lại, cô thử đi lại xem. Cảm nhận xem nó có gì thay đổi không? Vâng. Tất nhiên nó vẫn đau rồi. Nhẹ hơn đúng không? Được rồi. Thôi, thế thôi đừng đi nhiều. Để kiểm tra thôi. Mình đi để một chút để kiểm tra. Bây giờ còn cái bước cuối cùng này nữa nhé. Đó là mình ấn các cái huyệt và mình dán cao salon pad vào các huyệt này. Mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách mà để chúng ta làm được ấy. Thông thường ấy, cao salon pad chúng ta nên dùng cái loại cao salon pad như này, tức là loại cao nóng. Chứ nó không dùng cái cao salon ship. Salon ship là nó có nhầy nhầy ấy, đấy, thì không nên dùng cái loại đấy. Thì salon ship nó không cho người bị chật cơ, nhưng mà nó có độ giãn. Có độ giãn nó cũng làm nóng nhưng mà nó chỉ có người bị chật khớp. Đúng rồi, bóng gân. Đây. Chúng ta sẽ vâng. Không phải dán ở đầu gối đâu, mình dán ở trên mặt ấy. Mình sẽ cắt cao salon pad ra. Đây này. Cắt cao salon pad ra kích thước cỡ khoảng 4 x 4 mm này thôi. Chúng ta cái này cháu đọc sách xong rồi cháu về cháu cũng thực hành ấy. Cháu thực hành gần như là các cái vấn đề trên cơ thể của người nhà cháu đấy, nó cũng có hiệu quả. Sẽ có cái sự chuyển bỏ ra dán này và viết tay thì mình phải làm luôn. Đã nha. Dần dần chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy. Sẽ hướng dẫn luôn cái cách sử dụng cái đầu nhỏ này luôn này. Đây. Chúng ta sẽ day ấn và dán cao salon pad vào các cái vị trí huyệt như này. Đây, xem thứ tự các huyệt nhé. Đây. Đầu tiên đó là huyệt số 26. Huyệt 26 là huyệt nó nằm ở điểm chính giữa hai đầu lông mày. Đây gọi là đầu lông mày đấy nhé. Thì mình căn vào cái điểm trên của đầu lông mày. Đấy. Và mình kéo sang. Vâng. Còn cái điểm dưới đầu lông mày, đây là cái điểm mà chúng ta đánh sáu hoàn chiếu ấy. Đây, nhớ không ạ? Đấy, điểm bắt đầu của cái vùng thứ nhất của sáu hoàn chiếu ấy. Còn đây mình sẽ xác định là cái điểm trên đầu lông mày đây. Hai cái điểm này mình gióng sang. Mình sẽ căn vào cái điểm chính giữa của nó. Chỗ này. Đây. Đây là huyệt 26. Thì khi mà xác định được huyệt rồi, chúng ta sẽ dùng cái que giò này mình sẽ day. Đây. Cái này gọi là day huyệt này. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ ấn, dùng một lực ấn vừa phải thôi. Ấn vào và giữ nguyên khoảng 10 giây. Thì khi mà mình tác động vào huyệt này, ví dụ day, ví dụ ấn ấy, thì nó sẽ tạo ra các cái sóng kích thích vào huyệt, giúp cho là cái huyệt này nó phát huy được tác dụng tốt hơn. Thì cái huyệt 26 này thì trong các cái chương trình học diện chẩn căn bản ấy, chúng ta sẽ được học tính chất tác dụng của các cái huyệt này.
nó có rất nhiều tác dụng quan trọng. Trong đấy nó có tác dụng là làm tiêu viêm, làm an thần, làm giảm đau. Đó. Thì khi chúng ta ấn như vậy, sau đó chúng ta sẽ dán cao xoang bát vào. Thực ra chúng ta có thể làm hết tất cả các cái huyệt này, mỗi huyệt mình ấn 10 giây, xong lại sang huyệt khác, xong lại sang huyệt khác, và mình lặp lại như vậy khoảng 2 đến 3 lần. Sau đó mình dán cao vào, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà để đỡ mất thời gian thì chúng ta sẽ ấn và mình sẽ dán cao luôn. Còn về nhà thì tự cô làm có thể là ấn nhiều hơn nhé. Vòng đi vòng lại khoảng 3 lần nhé, tức là gọi là 3 vòng đấy. 3 sau vòng. Đó mình mới dán cao, đúng không ạ? Cách lấy cao xong phát này, chúng ta sẽ dùng cái đầu nhỏ này, chúng ta sẽ gẩy nhẹ vào cái góc của cái miếng cao này, nhấc ra, sau đó mình dán vào đây. Đấy. Dán như thế và cố gắng khi dán thì thành hình thoi như này. Huyệt tiếp theo là huyệt số 61. Chúng ta sẽ lấy đây, cho quan sát này, huyệt 61 nó sẽ nằm ở trên điểm cao nhất của cái đường cong cánh mũi. Vâng. Huyệt này có tác dụng gì đấy ạ? Đúng rồi. Ấn này cầm máu đây này, còn nhớ không ạ? Đấy. Này. Đau không ạ? Có thể ấn giữ này. Mà có thể day này. Đó. Sau đó lại lấy cao xong pass dán vào. Hai bên nhé. Tất nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng cái móng tay chúng ta bóc ra và dán vào cũng không sao hết. Đó. Quan sát để cho nó đối xứng nhau. Tiếp theo là huyệt số 156. Huyệt 156 là cái huyệt nằm ở cái điểm bắt đầu của cái đường cong ụ cằm, nơi mà chúng ta gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết đấy. Và chúng ta sẽ gióng từ cái thẳng cái huyệt 61 đi xuống này, từ chân mũi đi xuống, kéo thẳng xuống. Đây, chính là vị trí huyệt số 156. Các bạn có thấy sao? Đau không? Có thể day, có thể ấn giữ. Đó. Sau đó dán cao. Bên này đau không ạ? Vâng. Tiếp theo là huyệt số 9. Huyệt số 9 chúng ta sẽ gióng từ cái khóe miệng, kéo ngang sang. Và ở cái điểm trên này, chỗ này nó sẽ có một cái điểm hơi hõm vào, từ phần đuôi của cái khóe mắt này đi ra. Lát nữa sẽ hướng dẫn sờ đây mà, sẽ thấy cái điểm hơi hõm mà. Thì mình sẽ gióng từ cái điểm hõm đấy, kéo thẳng xuống. Và từ cái khóe miệng đi ngang sang vị trí này, huyệt số 9. Đó, đau không ạ? Đau. Đối xứng sang, sờ cái điểm hõm đây, nhóng xuống. Đau không ạ? Xuống dưới tí nữa. Đây à. Đây à? Tiếp theo là huyệt số 197. Là những cái vùng mà mình vừa mới gạch ở trên này. Gạch trên này. Thì sẽ gióng thẳng từ đầu lông mày đi lên và khu vực khoảng giữa trán kéo sang. Không sao hết đâu. Hơi lệch chút xíu cũng được. Biết chứ, tự làm còn dễ biết hơn, bởi vì cảm nhận đúng huyệt thì nó sẽ đau. Khi mà mình cảm nhận đầu tiên nó sẽ là đau hơn những cái chỗ khác. Tiếp theo này, huyệt 421 nó sẽ nằm ngay cạnh cái huyệt số 197, gióng thẳng từ
đầu mắt đi lên sát ngay cạnh đấy luôn. Bốn trăm linh năm kéo thẳng xuống một chút, thấy đau không? Cái này đau không? Đó. Đó. Đây là các cái vị trí huyệt mà chúng ta sử dụng cho cái bài đau đầu gối nhé. Vâng, lát nữa sẽ chụp lại để lưu lại để xong rồi về nhà cô xem ở đấy xong cô dán vào. Chúng ta lưu ý là khi mà dán xác định huyệt ấy, có thể nó hơi lệch một chút xíu so với cái tọa độ kia cũng được. Khi mình dán cao này vào thì nó sẽ phủ lên trên cái huyệt đấy, và cái cao nó ấm nóng, nó lan tỏa ra và nó sẽ kích thích vào cái huyệt đấy. Thế thì cắt cái cao nó to hơn một chút thì cũng được. Đấy, to hơn một chút, rộng hơn, vâng. Mình có lệch thì nó phải... lệch cũng không sao. Vâng, nhưng mà đừng to quá, ví dụ như to bằng ngón tay cái này thì thôi không nên nhá. Thì to quá nó sẽ làm chèn lên nhiều huyệt khác nữa. Đó. Rồi, đấy là xong rồi cái vị trí huyệt. Rồi. Xong rồi, đây cô cảm giác xem cái đầu gối của mình như nào nhá. Để ý xem cảm nhận như nào. Cô thử đứng lên. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Cái khớp nó sẽ hẹp. Người ta chụp X quang người ta biết là cái độ thoái hóa ở đâu. Cái càng hẹp này thì lúc đứng lên cái khớp nó vận động nó dãi dần phát là nó càng hẹp thì nó càng khó. Nó sẽ gây đau. Cho nên là cái khi cử động là đang ngồi và đứng lên thì đấy là một cực hình đau kinh khủng. Nhưng mà từ đấy đến là có 3 lần. Có 3 lần, thứ nhất là lúc thầy chưa tác động gì thì đi từ ở dưới lên thì đau, và lúc ý chân cô không đi thẳng được mà phải đi căng, để căng như thế này nó sẽ đỡ đau hơn, đau hơn đúng không? Khi mà thẳng ra thì lúc ý là nó vì cái thoái hóa khớp thì hai cái mặt nó sần sùi, nó đâm vào nhau nó cũng rất là đau. Đấy, mà nó càng hẹp thì nó lại càng bị cọ mạnh hơn. Yeah. Đấy, nhưng mà cái lần thứ hai thì cô thấy đỡ hơn, nhưng lần này thì cô thấy nhẹ hơn hẳn. Bây giờ hiện giờ là cái chân cô đang đứng thẳng được rồi. Thẳng được không? Còn khi này lần thứ ba là chạy lần thứ ba. Rồi, vâng ạ, cảm ơn cô. Đây, cô về chỗ ngồi nhé. Lần thứ ba là bỏ của chạy lấy người. Không cần. Các cái từng bài của mình ấy, đó là lưu ý về chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp. Cái này rất quan trọng nhé. Thứ nhất đó là phải hạn chế đi lại thôi, đúng không ạ? Đang bị đau chân thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế. Và như cô Dung thì nên bó gối, nếu mà đi lại thì nên bó gối lại cho nó đỡ bị vận động nhiều. Đó. Thứ hai nữa là hạn chế nước đá, nước cam, nước chanh và nước dừa. Mấy cái đồ ăn như vậy nó cũng sẽ làm cơ thể của chúng ta nó bị âm hóa đi, nó bị hàn lạnh. Vâng, có ăn kiêng nữa. Cam còn không cô? Nhà còn cam không? Vâng. Rồi, đấy. Thứ ba là cô nên kiêng tắm gội muộn. Vâng. Cái rất quan trọng đấy, bởi vì phụ nữ là rất hay bị gặp phải tình trạng này lắm. Thì thường ấy, là khoảng tầm trước 7 giờ là đã được tính là lấy rồi đấy. Thì cố gắng tắm trước 7 giờ nhé. Và duy trì thực hành xoay cổ tay nhé. Khi xoay thì cô tập trung ý nghĩ vào cái vùng khớp gối của mình đang bị đau ấy. Đấy. Và để có hiệu quả, một ngày phải làm 3 lần. Mỗi lần làm khoảng 3 cho đến 5 phút. Rồi ạ. Đấy là cái trường hợp mà đau khớp gối. Ứng dụng cho nhiều cái bệnh. Nguyên nhân sinh ra đau khớp gối nó nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta áp dụng cái bài này cũng được nhé. Rồi, cô thấy các cái thao tác này có dễ không? Dễ mà. Ngày nào mình cũng cần phải làm. Đấy, dễ. Cố gắng. Đây nhá. Thì cái xe đang ăn bánh tự nhiên phanh ngựa cái thì có khi lộn nhào lên tổ
Tức là ý cô là đang làm mà lại phải dừng lại không làm nữa thì có sao không á? Không sao. Thì cố gắng là như này này cô này. Thông thường buổi sáng khi ngủ dậy là mình đã làm xoa mặt rồi nhá. Mình xoa mặt này. Xong mình xoay cổ tay này. Đấy. Và cô nhớ luôn các cái vùng này cho cháu. Này. Tức là xoa mặt này, xoay cổ tay, sau đó mình cô tác động thêm một cái vùng này. Ví dụ cô gõ, cô véo cái má này, cô véo cái tay này. Đấy, được chưa? Và trong ngày cô nhớ được cái hình này thôi. Trong ngày ấy, cô có thể rảnh lúc nào cô làm lúc đấy. Đấy. Nếu mà muốn cho nó dứt điểm nhanh thì đi kèm với việc là một ngày cô xoay cổ tay 3 lần thì cứ xoay xong thì cô lại tác động vào cái này. Lại vò vào đây. Đây đập, đập cái này này thì đập 4 ấy như thế này. Nhưng mà thay vì đập ấy thì mình đập cả như thế này được. Thì đập 3 cái nó sẽ tác dụng nhiều hơn, tác động vào vùng nhiều hơn. Đấy. Vâng, cũng được. Đấy. Vâng. Rồi, cũng được. Đấy. Vâng. Đấy. Thì mình làm được luôn, bởi vì toàn bộ cả cái vùng này nó liên quan cả đến cánh tay mà. Đấy, làm thế luôn nhé. Thì một ngày cô xoay 3 lần và cô nhớ là làm cái động tác này 3 lần một ngày, mỗi lần làm khoảng 30 giây nhé. Đó. Và buổi tối trước khi đi ngủ thì cô làm thêm một lần nữa, đó là cô gạch 6 vùng phản chiếu hệ huyết và cô dán cái bộ này vào. Nhá. Chịu khó mua cao sông bát này, kéo này. Mà cái này cần gì phải mua đâu. Nó đính kèm hết rồi đúng không ạ? Đấy. Thì không có mục đích cả. Đấy, thì mình cắt ra. Cắt như này, có thể cắt hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành hay hình thang hay hình gì cũng được. Đấy. Cho dán vào. Nhá. Cố gắng dán vào cái vị trí này. Thì khi mà dán cao buổi tối ấy, nó có tác dụng rất hiệu quả. Nó giúp cho kích thích lên cái huyệt này. Nó có tác dụng kéo dài khoảng 3 cho đến 4 tiếng ấy. Thì cao sông bát này. Đấy. Thì mình dán cái bộ đấy trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy mình bóc ra xong mình lại xoa mặt. Được chưa? Đấy. Thì cô Dung nắm được cái trường hợp đấy không? Để qua đêm luôn. Để qua đêm luôn nhé. Đó. Đấy là cái trường hợp về đau khớp gối.